thằng A Phủ, mày phải nộp vả cho người mày đánh là 20 đồng. Nộp quan thống lý 20 đồng. Được, kể nữa đi. Mỗi ông xéo phải được 2 đồng. Ông phụ bảng là tao thì ăn 1 đồng. Mày phải mất tiền mua thuốc cút các quan sự kiện mày. Mày phải mất 1 con lợn nặng 20 cân chốc nửa mỏ để các quan làng ăn vạ mày. Thằng A Phủ kia, mày đáng tội chết, nhưng làng thương bố mẹ mày chết rồi, không để lại cho mày được 1 hào bạc. Cho nên quan thống lý phải cho mày vay để mày ở nợ. Bao giờ có tiền thì cho thôi, không có thì làm con trâu, con ngựa cho quan thống lý. Đời mày, đời con, đời cháu mày cũng phải thế. Thằng A Phủ kia, hôm nay các quan làng về sự kiện làm chứng cho mày. A Phủ lên mà nhận tiền quan thống lý cho mày vay. A Phủ lên mà nhận tiền quan thống lý cho mày vay. Đi để chốc nó lại cày cho dễ. Nào, các chị tránh sang một bên nào. Đ-
đỡ một tay các chị. Ra ngoài đầu núi cho nó ăn. Đến trưa tôi quay lại cày nương nhé. Nhớ mà trở lại cho sớm, đừng ngủ quên khổ bắt ngựa đấy. Giờ mà chưa lại cày, mày Mị, mày mong thằng A Phủ lắm à? Sao ta không thấy mày mong chồng mày bao giờ? Mày có muốn đi chơi rừng với A Phủ không? Chị muốn tôi chết à? Sao chị ác thế? Nếu thằng A Phủ phải hổ cắn chết rồi thì mày có thương không? Chắc mày thương lắm. Ngày trước tao còn trẻ, còn đẹp, chồng mày còn yêu tao, nhưng chả bao giờ tao yêu nó. Thật đấy, bụng tao cũng như bụng mày thôi. Tao thù nó. Có người mà nghe tiếng thì chết cả bây giờ. Chị Mỹ ơi, Hổ bắt mất ngựa rồi. Đã đi tìm chưa? Tôi nhờ chị chốc lên trong hồ đàn bò ngựa này về cho tôi. Tôi đi tìm bây giờ đây. Chị đừng nói ra là tôi chưa về. Đừng nói ra là tôi đánh mất ngựa cả nhá. Tôi nhờ chị. Tôi nhờ chị. Chết mất thôi. Chồng mày nó sẽ đi giết thằng A Phủ. Trời ơi. Ở nhà này mấy chục năm nay, tao thấy có quan đi giết người đánh mất ngựa như thế này là thường.
Chị Mỹ đi đâu đấy? Thằng A Sử sắp đi giết A Phủ về tội mất ngựa đấy. A Phủ trốn đi. Con ngựa hổ ăn dở con đấy mà. Hổ to lắm, dấu chân còn quanh gần đấy thôi. Thế thì anh về mà xin sống đi bắn. Được một con hổ còn nhiều tiền bằng mấy con ngựa. Thế thì khỏi về tội rồi. Được hổ thì không phải tội nữa. Không được, về thì... Cứ về. Không phải trốn nữa A Phủ ạ. Đừng trốn nữa. Tôi đem được hổ về thì ông thống lý không bắt tội tôi nữa. Có tiền chuộc tội rồi không sợ tội nữa. Về đi A Phủ. Đừng trốn nữa A Phủ ạ. Về đi. Mày đem ngựa của tao đi cho Việt Minh đấy à? Không phải đâu mà. Hổ ăn đấy. Cho tôi về xin súng đi bắn nó nhá. Con hổ này to lắm mà. Nó còn nấp gần quanh đây thôi. Quần đàn cướp không được đi đâu hết. Đứng đấy. Mày là nhiều tội lắm rồi. Lần này tao bắt mày trói đứng trong cột kia. Khi nào chúng nó lấy được hổ về, tao tha chết cho. Ra bảo A Sử đem lính đi lấy con hổ về đây cho tao. Vâng. Tại sao lại không cho tôi đi? Một con hổ còn bán được nhiều tiền hơn con ngựa tôi đánh mất. Phải cho tôi đi mà. Đi lấy cây côn vào đây. Chơi nó vào cột kia. Cái gì thế, ông thống lý? Thằng đầy tớ nó đánh mất ngựa. Phải cẩn thận, nó muốn đem ngựa cho Việt Minh đó. Nó không bắn được hổ thì mày phải tội chết với A Phủ. Quân đội Liên Hiệp Pháp lên đây để xây cho xong đồn Hồng Ngải trước mùa mưa. Việt Minh nó đã về rồi. Hay ông thống lý biết chứ? Ông già lầu cần phải nộp nhiều phu thêm. Ông không muốn cùng quân tư xây đồn à? Allez là-bas, passez, cours, et toi,
Qu'est-ce que c'est? Thưa quan lớn, tôi ra thúc khu làm đường cho nhanh ạ. Ra ba, đi. Xin này. Được rồi đấy, ta xuống đi. Ghét quá. Hết cả lương ăn rồi mà cứ phải đi phù mãi thế này. Chết mất. Này, cứ đi làm mãi thế này thì vợ con ở nhà đến đói mất thôi. Thế thì bỏ trốn đi. Nó bắt đi, trốn sao được? Nó không bắt được đâu. Tất cả chúng ta đều một bụng trốn đi thì nó bắt làm sao được? Cứ bỏ về đi. Chúng mày đến đây làm gì? Không chịu đi làm hả? Đói lắm, không có gì ăn. Chúng tôi không làm được. Sao lại đánh người ta thế? Linh! Bắt hai thằng này đem về nhà cho tao. Thế nào? Mày làm gì đấy? Sao không ở ngoài đồn? Tôi bắt được hai người. Nó bảo phu trốn đi. Nó không phải là người ở đây đâu. Chúng đó là Việt Minh đấy. Tôi đem chúng nó về đây đấy. Được, mày đi báo ngay đi. Nhớ đem chúng nó vào đây. Tao đã có cách. Nhưng đừng để chúng nó sợ đấy. Vâng. Mày đừng sợ, cứ ở đây. Tại đằng bếp ngồi sửa cho ấm, tao bảo lính dọn nhà cho mà nghỉ. Nếu muốn về thì cho về thôi. Người phải tội đấy. Nhưng mà trông này, chính người này tôi quen. Ấy, sao thế? A Phủ ơi, Sinh à? A Phủ à, làm sao mà anh phải tội thế? Các anh cũng sắp phải tội chết như tôi thôi. Sinh này, nó cho thằng A Sử cưỡi ngựa ra báo đồn Tây rồi đấy. Biết rồi. Nó còn sợ các anh có bộ đội về cùng. Nó vợ không biết. Giữ khéo canh này để đợi Tây vào đấy. A Phủ cứ bình tĩnh, đừng sợ. Ở bên cạnh xa bây giờ có bộ đội, có du kích rồi. Không còn Tây, không còn thống lý nữa đâu. Ở đâu kia? Ở bên cạnh xa ấy. Gần đây thôi mà. Phiêng xa, phiêng xa. Kìa, chết rồi.
mày đem hai người này xuống ở dưới nhà, cho chúng nó ăn cơm và ngủ đấy. Mai thì tha cho đi. Chị Mỹ, cho tôi xin hớp nước. Thank you.
Chúng nó chạy chưa xa đâu, đi vào cửa chói cho thằng A Phủ, cho nó dẫn linh đồn đi đuổi tù. Thằng A Phủ, quân Mỹ cũng trốn mất rồi. Chết tại hổ cá này. Chuối nó vào cột, cho nó phải tội chết thay. Mèo ta không biết đi nữa, tôi không biết qua sông đâu. Nhưng đây chưa tới Phiềng Sa, phải tới Phiềng Sa mới yên được Mỹ ạ. Ta đi thôi.
Cho quả nóng, chúng nó đi chưa xa đâu, đuổi nhanh lên. Chúng nó kìa. Nhanh lên Mỹ. Có phải A Phủ đi không? A Phủ à? Có phải A Phủ không? Đi đi, đi ngay đi A Phủ. Đánh đi A Phủ. Nhanh lên. Bên kia sông ở thuyền xa rồi, có phải không? Phải đây, xuống thuyền đi. Đi tìm lấy người của ta về chứ. Có được không? Chúng ta làm du kích thì chín châu mười mường nào mà không đi được. Sợ gì ai? May lắm. Mị đi không được, mị trốn không được, đời người càng đau khổ, tưởng không bao giờ còn thoát ra được nữa. Mị vào bắt chân cho tao.
Mày có trông thấy thằng Gia Lâu không? Nó bắn cho mở không được mắt còn thấy ai nữa. Nó trốn cả trời à? Quan Tư đang đợi mày đấy. Lại việc gì nữa đấy? Quan Tư bảo Việt Minh sắp đánh vào đây, phải đi giết hết du kích, không cho nó ra gặp Việt Minh. Không được đâu. Sao? Lính của ta trốn mất nhiều rồi, không đánh được đâu. Cũng phải đi. Đi đâu bây giờ? Quan Tư bảo phải đi đánh Phiền Sa. Phiền Sa. Phiền Sa. A Phủ chết rồi. Hay A Phủ còn sống? Mà chưa thấy người Hồng Ngài sang, mình cũng thấy sốt ruột lắm. Bên ấy vừa bị Tây Cản xuống nước, nhưng chắc còn sang chậm hơn. Xin biết bụng tôi rồi đấy. Ý bằng tôi có 10 cha, 10 mẹ, cũng không cha mẹ nào của tôi sung sướng được như bây giờ. Nhưng tôi không lòng nào biết vui lấy một mình đâu. Tôi biết đồn Hồng Ngài rồi. Cho tôi về cứu vợ tôi ra. Đừng sợ tôi chết. Các đồng chí cứ cho tôi về. Được, chúng mình thử bàn được với A Châu xem. Trời nay chống đánh mấy chục trận càn quét của địch, bao nhiêu của cải đã mất, bao nhiêu người đã hy sinh để giữ lấy đất này, giữ lòng tin đảng và chính phủ cho đến ngày giải phóng. Bây giờ các đồng chí phải về ngay đâu đấy sẵn sàng nhiệm vụ chiến đấu. Một là chuẩn bị kho tàng lương thực để tiếp tế cho bộ đội, hai là đưa đường và phối hợp với bộ đội giết Tây. Ba là hãy loan báo tin mừng cho nhân dân các dân tộc đều biết
bộ đội ta đã tiến quân vào giải phóng Tây Bắc. A Phủ à, ta đi gặp cán bộ khi mày đánh đồn Hồng Ngài đi. Tôi được về với bộ đội đánh đồn Hồng Ngài phải không? Đồng chí đi vào làng tập trung chờ nổ súng nhé. Đi ngay đi. Tây chạy trốn cả rồi. Tây cũng chạy hết rồi. Ông Tổng Lý, cứ yên tâm. Sẵn sàng rồi. Lính của tôi đang chờ ngoài kia. Quan Tư bảo thế nào? Lại đánh nhau à? Không, chúng ta cùng đi sang Lào, rồi ít lâu nữa chúng ta sẽ trở về, giết hết Việt Minh, chiếm lại cả sư Thái này. Ông Tổng Lý nghe rõ chưa? Chúng tôi cùng đi à? Ừ, đi ngay bây giờ. Quan Tư cho những người của tôi cùng đi với. Không được, phải bí mật. Nhưng họ đã nghe hết chuyện ta nói rồi. Nếu thế thì cho người này đi. Người này đi. Người này đi. Hiểu chưa? A Sử, Quan Tư cho mày đi Lào à? Quan Tư muốn mày à? Không được. Không được. Mày, mày là con ma của nhà tao nuôi rồi. Mày biết chưa? Mày là con ma của nhà tao rồi. Con ma của nhà tao thì chỉ được chết ở nhà tao thôi. Chỉ được chết ở nhà tao thôi.
À, ông Tránh Tổng Lý, sao thế hả? Ông không muốn sang Lào à? Mày định giết vợ tao lần nữa à?